Nghĩ để dựng hộp cột, bóc cái cột kia ra dựng xong thì cũng chưa. Quay nhiều máy thì nó nhàn, đỡ phải quay lâu. Hơn 4 tháng rồi. Nấu cơm chưa? Và muốn quay lại cho nó nhàn đúng không ạ? Cái này nó phải xay đi. Vâng. Quay khoảng 2 tiếng thì cái này mình quay 3 cái mình chỉ quay 1 tiếng thôi. Nó rút ngắn bớt thời gian làm việc. Không xoay thì vẫn phải xoay một chút.